Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện nay khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và phía Nam của Nam Trung Bộ đã bước vào mùa mưa nên nhiệt độ chung đã giảm xuống, nắng nóng không còn xuất hiện. Ngày hôm qua, ở tại Nam Bộ và Tây Nguyên, khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ đã xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều điểm đã có mưa to đến rất to. Những ngày sắp tới do ảnh hưởng của gió Tây Nam tăng cường mạnh nên khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, phía Nam của Nam Trung Bộ mây thay đổi cho đến nhiều mây, trưa, chiều, tối và đêm thường xảy ra mưa dông. Lọn mưa sẽ phân bố có tính chất ngẫu nhiên nhưng có buổi mưa xảy ra ở trên diện rộng. Cục bộ có nơi sẽ có mưa to đến rất to trong thời gian ngắn. Trong cơn dông rất dễ kèm theo lốc và sét với đường gió giật khoảng từ cấp 6 đến cấp 8. Hiện nay mực nước ở trên các sông, kênh, rạch tại Nam Bộ đang xuống chậm và tiếp tục xuống cho đến cuối tháng này. Tuy nhiên sẽ cao lên trở lại vào những ngày đầu tháng 6 nhằm đúng vào dịp rằm tháng 4 âm lịch. Ở cấp vùng trũng và thấp, nội đồng xin chú ý tình trạng úng ngập có thể xảy ra khi mưa lớn kết hợp với chiều cường. Những cơn mưa đầu mùa sẽ tiếp tục trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6. Một số thời điểm mang tính chất dữ dội, ngắn hạn làm tăng dòng chảy mặt, rất dễ gây ra hiện tượng xói lở ở các bờ sông, kênh, rạch, quy mô nhỏ và vừa. Tình trạng kéo dài lặp đi lặp lại có thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ phức tạp hơn. Như ở tại Cà Mau vừa rồi, cho dù mới bước vào mùa mưa nhưng sạt lở bờ sông đã liên tiếp xảy ra ở tại các huyện như Nam Căn, Đầm Rơi, Phú Tân gây ra thiệt hại nhiều tài sản và làm hư hỏng các hạ tầng cơ sở giao thông, gây khó khăn cho đời sống và đi lại của người dân. Đáng chú ý là có những điểm sạt lở đất xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu trước đó khiến cho người dân bất an. Mặc dù trên địa bàn tỉnh không có hoạt động khai thác cát, nhưng do đặc điểm của địa hình thấp và nền đất yếu cho nên thường xuyên bị sạt lở bờ sông, nhất là trong mùa mưa. Cho nên rất mong bà con nhân dân ở ven sông, kênh, rạch hết sức chú ý theo dõi các bản tin để đề phòng và có giải pháp phối hợp với chính quyền địa phương khi cần thiết, đảm bảo an toàn cho cuộc sống về lâu dài. Trên vùng giữa Biển Đông khả năng cao sẽ có thể hình thành một xoáy thuận. Sau đây sẽ là tin dự báo chi tiết về mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ đã có mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ chiều nay có nơi trên 30 mm, như là ở Tây Thuận, Bình Định là 47 mm, Khánh Phú, Khánh Hòa 55,4 mm, Ma Nới, Ninh Thuận 43,5 mm, Ngã Ba, 46, Bình Thuận là 67 mm, Ngọc Yêu, Kon Tum là 35 mm, Bùi Nho 1, Bình Phước 46,2 mm và Trần Văn Thời, Cà Mau 41,4 mm. Dự báo từ chiều tối hôm nay cho đến ngày mai, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian xảy ra mưa lớn sẽ thường tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Tiếp theo sẽ là tin cập nhật mới nhất về siêu bão Mawa và ảnh hưởng của nó đến nước ta. Sức bão Mawa hiện tại có hiện tượng suy yếu ở trên biển Philippines vào tối hôm qua. Nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn. Bản tin dự báo thời tiết vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm qua của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết sức gió duy trì tối đa của bão Mawa là 155 km/h so với 165 km/h trước đó. Sức gió tâm bão là khoảng 205 km/h, tuy nhiên gió mạnh đến cấp siêu bão đã kéo dài ra ngoài tới khoảng 770 km tính từ tâm của bão. Tính đến 16 giờ chiều hôm nay, vị trí của tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 370 km về phía đông đông bắc, cách đảo Đài Loan khoảng 550 km về phía đông nam. Dự báo bão Mawa sẽ giảm tốc độ hơn nữa, di chuyển về phía tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Thưa các bạn, kể từ khi phạm vi gió của bão Mawa mở rộng, nhiều khu vực đã được đặt dưới cảnh báo tín hiệu số 1. Đặc biệt là một số địa phương ở dọc theo phần phía đông của nam đảo Luzon, bao gồm cả Bastanit, Cagayan,
Isabela và Curino, phần đông bắc của Nova và Villaserra, phần phía bắc của trung tâm Adora, phần phía bắc của Catanduanes và đông bắc của Camarines, phần phía bắc của Camarines Nord. Tín hiệu số 2 là tín hiệu cảnh báo gió cao nhất, rất có thể sẽ được nâng lên, mặc dù trong trường hợp xấu nhất tín hiệu số 3 có thể được đưa ra. Trung tâm Pagasa cũng cho biết bão Mawa đã bắt đầu tăng cường gió mùa Tây Nam. Bên cạnh đó, Pagasa cũng cập nhật dự báo lượng mưa trong cơn bão ở mức 50-200mm tùy từng vùng trong 3 ngày, từ hôm nay đến ngày kia. Cơ quan thời tiết khuyến cáo vào các tàu nhỏ không nên ra khơi. Và các tàu lớn hơn đề phòng sóng lớn, bão Mawa được dự báo là sẽ di chuyển về phía Tây Bắc trong hôm nay, sau đó nó sẽ có thể di chuyển chậm hoặc gần như là đứng yên vào ngày mai hoặc ngày kia ở phía đông của Batanes trước khi chuyển hướng đông bắc và tăng dần tốc độ về phía vùng biển của phía đông Đài Loan, về phần phía nam của quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Pagasa dự báo bão Mawa sẽ yếu dần trong năm nay do nước biển lạnh hơn và sự xâm nhập của không khí khô. Nó có thể bị hạ thấp vào ngày đầu tháng 6. Vào lúc cực đại, Mawa là siêu bão với sức gió duy trì tối đa là 215 km/h. Mawa có thể rời vùng biển giám sát của Philippines vào tối ngày thứ 6. Đây là cơn bão thứ 2 và là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2003. Do ảnh hưởng của siêu bão gần Biển Đông, cho nên trong 2 ngày qua, nhiều nơi ở Nam Bộ nước ta đã xảy ra mưa rất to. Với lượng mưa đo được trên 100mm, dự báo trong những ngày tới thì Nam Bộ tiếp tục sẽ có mưa to. Cho dù bão Mawa ở cách xa Việt Nam khá xa, nhưng do đây là siêu bão với sức gió mạnh nên sẽ kích thích gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, rãnh thấp xích đạo cung cấp nguồn ẩm cũng dịch chuyển lên phía trên ở gần Nam Bộ hơn. Những yếu tố này sẽ gây ra mưa to nhiều nơi ở Nam Bộ trong mấy ngày vừa qua. Còn về khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, theo các mô hình dự báo bão cho biết từ khoảng ngày 4 tháng 6 trở đi, ở nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão. Tuy xác suất chưa cao, nhưng do tình hình diễn biến thời tiết trong những ngày sắp tới là rất phức tạp và khó lường, nên quý vị và các bạn, đặc biệt là các ngư dân cần chú ý theo dõi những thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để tránh bị động. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Thưa các bạn, ngày hôm nay ở Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ như là Mường La, Sơn La là 39,3 độ, Sông Mã, Sơn La 37,2 độ. Dự báo cho ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Đến ngày kia, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ khoảng 45 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên sẽ có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.